À nhưng mà Facebook em cũng chẳng chỉnh gì kìa. Pier. Anh đặt. Anh đặt 13. Mày ơi. Em có nhiều thế. Ơ, trên mẹ rồi nhiều quá. Oh my god. Oh my god. Có cái nào mà gần hết thì em bỏ ra giùm anh với. Với lại còn rượu mang cho anh với. Anh còn nhắn tin. Lê. Có quả lê không nhỉ? Cô. 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 No, 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 cô. Cô. Ơ, đây đây, em mang dọn ra giùm anh. Kiểu như là nó bị sáng quá nên nó mất hết cả make up ý. Nó lấy sáng quá. Mưa. Rizal Pak minum nya. Ah kerucuk lo yang bangun banyak putih lo ya. Rizal Pak megang minuman alkohol. Megang dok tau lah haram. Tối xong còn kéo sáng. Emang tại vì hẳn bất kỳ đồ like ấy chị. Được cái như em đẹp thì chị lại mất, chị lại bị hít rồi. Mình Facebook ra rồi đấy đẹp chứ. Kênh ra rồi đấy đẹp. Không cầm máy chỉnh cái ảnh. Đẹp nhá. Harusnya senyum ceria sih. Ketika mau senyum ini tuh lagi makan, mau sok kon guyu-guyu deh. Mau sok kan Mas? Masih acara kon senyum. Lalu pada makan aku kon senyum-senyum. Jadi dia di samping pacarnya kok masih ngeliatin cowok lain sih? Ah, culek mat amu. Kan bang bae ha. Beri pencuk hukum. Makan apa aja enggak apa-apa deh, yang penting aja sampai telat makan. Tomi, ini cemil kayak gini. Cemil tiêu xanh này. Chị bị điên này, em không ăn được kiểu đấy. Cái này định cho cái gì? Muối tiêu người ta mang cho mày về kia. Sự cưng chỉ nhị prit. Muối cái kia cái gì là không có muối đấy, đây thì có muối. Kalau makan itu yang nyium baunya itu muntah kok guys. Saya muối tiêu xanh. Fix sugeng ketua jeniprit. Kalau guys sugeng mau bebain guys. Tadi kalau kalau saya mày là con lươn chúa nó tạch bằng được nó là lươn con lắc kết số cứ ngầm bị bên kết trong mùa múa mà được vậy vô bài được tuyên gói múa sổ đồ để bóc cho nào bóc đi con Ngọc thì điên bão cho con thì em có biết đâu cái thằng đấy là thằng nào đó. Em lớn hơn thằng Tấn nhá, em biết đâu. Thế em biết thằng Tấn thì em biết không. Chắc chắn là bé, chắc chắn là bé, hai là bằng nhau. Không quan tâm ai đâu mà khác. Cảm ơn Linh. Nhưng mà tại vì chúng nó cứ hay gọi nhau. Trời ơi, xưa cái này muối tiêu xanh cho nhớ lại. Ừ, nó cay lắm. Quan tâm một người là mẹ lắm rồi. Má bằng quan tâm nhiều người. Quan tâm. Hứ? Anh kêu lên. Nhiều quá. Nghe. Thật rất vẫn phải ăn. Tất cả mấy thằng lại đi. Nhưng mà thật to. Thật là thật to. Con đó, con tập nó chị. No. Con to xem xem con to. Con mặt lớn. Con mặt lớn. Cái gì cơ? Đi live stream đâu cô? Đi again. Hả? Again, again. Con mặt lớn. Trời ơi. Ai dạy ai dạy đấy? Who teach you? Adi. Who teach you? Con. Yes, Vidya, Vidya, con mặt tôi đúng không? No. Yeah, anh đi. Thảo, no, Vidya, Vidya, Vidya đi. No, anh coi. Nè, no good Vidya học. Học Adi. Tại sao cứ lôi tên mình vào đây? Rất là liên quan. Tại nó chửi chị cái gì? Sao em bảo chị là con mặt lòn? Ôi trời ơi. Không quay đâu. Đi siêu. Đấy. Excuse me. Đây. Excuse me. Sao đẹp như này mà. Sao đừng bóng ăn con nữa. Phải ăn nữa không? Em bóc tôm luôn nhau nốt tôm. Em ạ. Đó đi.
Mày vậy là nhanh lắm. Cô lại đi Việt Nam guys, mình không có ada. Mày vậy là nhanh. Mày vậy là nhanh. Chị đang làm gì đấy ạ? Ốc tôm ạ. Ốc tôm cho ai ạ? Vidya no good. Lại cứ ngọc mắt ra. Ok ok, sorry sorry mọi người, sorry. Vidya I don't understand. Không hiểu. Vidya không hiểu. Anh ngồi bên cạnh. Vidya không hiểu. Sorry mọi người. Vừa bảy một phát lúc chiều xong. Ốc chiều xanh chi. Good. Thank you, thank you. Chấm phun đấy. Chị bóc con tôm cho em mà em mất ba cái story cho chị. Có phê phải gửi lời đến anh Khôi là em nhắn tin cho anh Khôi, em chỉ có mong ước là anh Khôi có thể đọc được tin nhắn của em. Rồi ai cái tên đấu tin thôi, đấu tin thôi, không cần rep. Tên gì? Lê Hoa. Ở đâu? Xin hãy vào tin nhắn cho Lê Hoa hôm bữa ấy. Đúng không? Ở Đà Nẵng ấy, Lê Hoa ấy. Đúng rồi, không quen à? Con bé mà làm cho mình ba tờ giấy dài dòng dọc ấy. Vào đi, vào tin nhắn chờ xin đi. Tên của em, của anh đâu? Anh em, anh Khôi. Hôm mình ở Đà Nẵng FC của anh như thế này. Phải ăn. Anh nhớ ai lúc đấy gặp Khôi. Phải ăn Khôi. Tôm. Tôm, tôm. Chị ăn đi. Chị ăn đồ, ăn ủng hộ. Không, nào ăn nữa. Không ăn nữa. Có hồi thì một giật vậy. Có hồi có buổi không mời. Mày gắt tao. Tao ăn 4 con rồi. Mày quá lạc, tôi không nghe rõ em nói gì luôn đấy. Em hồi nó không mời. Giờ mời. Giờ không ai ăn nó mới mời mình. Thôi đi về đi. Thôi đi. Mình ngủ quá. Anh ăn tôm không? Ừ. Anh đi về thì đi về trước đi. Phải có quay mặt đi, phải kiểu mơ mà em đi. Em rồi, xong rồi đi. Để cho em đi. Con xe đi. Về á. Không, mọi người ai về thì về thôi. Gió lạnh thấu xương. Ui giời ơi, tay giời ơi. Đây này, bóng nhoáng đây rồi nó. Vỗ giờ. Em đến hôm nay không đập này. Đăng lên ra hiểu không? Đăng ra đường nữa. Cái túi của em luôn nhỉ? Cái túi đâu? Cái xong rồi con kia lên đây xong rồi. Chỉ chặt bàn tay lên đây. Ốm quay không là được xe à? Không là được xe à? Không có xe. Anh đi đâu ạ? Đi đấy. Đi về đi Hạnh Quốc gọi taxi đâu. Rồi. À, mẹ anh với con đấy kìa. Ơ em là con. Thì chắc có nhanh như tờ rút xí. Đã đi áp bò. Đã là tan thường. Không, cảm ơn chị cho. Em con này khỏi tí. Vâng, em ngon. Cùng nhau sớm đêm. Em không biết làm tôm thì biết làm sao. Lại bắt tôm nha. Anh không có sao lao vatan. Sao lao vatan kok dengar apa orang Kristen. Gak menghormati video ini. Chuyên bóc tôm. Chuyên bóc tôm. Thân ơi, hãy ta chung. Ủa thằng này gọi cơm hay gì này? Bây giờ người ta ăn ra. Chuyện lâu vãi cả đái, đang ăn mẹ no rồi. Rượu ngang mẹ rồi. Linh ơi, rượu. Thôi. À, thì can kìa. What? This. Oh my god. Cái bàn nó quay giống như bốc ghế chị em coi nha đâu. Cơm nhiều rau này. Cơm nhiều rau đâu em? Bên bên này. Cơm rau của Vika. Anh ăn kìa. Đây là anh Vika. Anh nước cơm Vika là nhiều rau. Cái nào nhiều rau em? Bên đây. Ok, còn cái này để bên này nè. Đó là con kia đi. Đây em. Mình cần dọn gì thôi nè. Có cái nào mà ở trên bàn bị thừa ấy thì em dọn giùm anh ấy. Mấy cái bàn này người ta. Cuối cùng cái nào là ở bên này. Đấy bên này này, cái đây này. Không, cái này là cái nhiều rau, anh không hiểu à. Đây này là nhiều rau cái gì ở đây này. Đây mới là nhiều rau này. Má đang sướng. Không biết phân biệt.
Ủa anh ơi, anh chỉ cho em cái nào nhiều rau giùm em với. Nhìn thế này mà lại cũng không biết cái nào. Nhưng người ta vừa chỉ cái này hiểu không? Dạ. Người ta vừa chỉ bên này mà. Cái này ít cơm nhiều rau à, còn cái này là bình thường. Alo. Thấy chưa? Cái nào này? Và cái suất của mình là mình gọi không. Đây đây đây, cho anh đổi lại bên này đi. Em ăn cà rốt cho. Đây đây. Nó không ăn cà rốt. Bên này là súp lơ với lại thịt bò. Dek, jangan menunjukkan ketidaksukaan yang hargai makanannya. Guys, guys, aku sebelum makan aku udah ngomong sama Dek. Aku gak bisa makan. Karena apa? Aku kalau mencium bau sama mau makan itu muntah. Lịch trình là mọi người đi chứ anh không đi nhá. Lịch trình bukan tidak menghargai makanan. Đi đâu? Ya dong, kamu harus siap menghargai. Đi cùng nhau mọi người có dậy. Lần aku mangan nih ngarepku aku muntah sopo sih aku jawab. Ai nói là nhìn kiểu anh đi sang đi với mọi người đâu, mọi người tự đi mà. Mọi người tự xe máy đúng không? Gak iso aku ke mà. Aku kudu mau pisang, guys. Aku nak lambung ngono. Vì anh có lịch trình đấy, cứ đi. No. Em xong đấy. Mà đâu mà em. Ừ. Vì đi. Đấy, thì em bảo đi với mọi người không phải ở trên này đi hết rồi. Yes. Yes. No. After go hotel. Nice. Thôi cứ đi tìm, nếu mà không có chuối thì mua quả lê. Quả lê. Bắp luộc đây. Rồi bắp luộc đi. No good. Bắp luộc đây no good. No good. No good. No xem. Okay. Rượu kìa. Ăn đi. Uống không mà ngửi nữa không chị? Mình mày không ăn mua hoa quả ấy. Con này không có, chẳng ai uống ấy. Đi đi. Thì đây mình uống, còn mọi người đi về thì mọi người đi về. Ăn đi, bên này có tôm đây không? Bên cái này, mành thơm mi, đa bọc. Mành thơm mi. Yes, mành thơm mi. Adi, thơm. No. Mành thơm mi, bọc. Mạnh thơm mi bóc. Ăn đi. Đây là hóng mi. Đây nó tôm. Nó mi tôm. Không phải ăn đồ ngọt đấy. Ngọt là gì đó? Bukannya aku gak menghargai makanan, tapi memang gak bisa makan, guys. Aku biasanya juga makan kok. Đã từng là gì chị? Nói cả câu đi, không. Đã từng gì mùn nữa. Ai? No seafood. Apa nyajak? Jilbabnya dia ke atasin gitu. Một mặt kita phun phây. Bây giờ nhìn mặt phây. Phun phây. Phun phây. Ngon. Em không biết cái đồ. Không ăn đồ ngọt là gì? No, no is sugar. Okay. That's sugar, right? Cái tôm liên quan gì đâu? Ừ. Thì nó cứ ăn của nhà làm hương jangan makan nangka. Cứ ăn nóng xong rồi nó ăn ngọt, nói chung là nó ăn rất là ăn đồ tôm đi hỏi. Xong rồi ăn đồ ăn vặt bởi chính cái thời tiết thay đổi bay đi bay lại xong rồi đổ tại nhà commentar dưới là nggak pernah makan sakit lambung. Hải sản nó sạch nhất luôn á, là thứ sạch nhất. Iya bu, asam lambung naik semenjak tadi pagi. Bukannya tidak menghargai makanan, aku selalu makan kok kalau di sini. Nya ăn bình thường đến nay ăn cứ đổ tại xong vẫn cứ nốc mì tôm luôn. Không hiểu tại sao nó thích mì tôm như vậy. À chị. Gì? Việt Nam. Honey. Mật ong. Honey. No, have honey. Hả? Yep. Nhớ là. Ừ. Honey. Mật ong. Yes. Do you have honey? Hello. Anh Linh ơi, mua không nữa? Because I'm honey already. Yes. You are my honey. Honey buddy sweetie. Thằng hôm trước bạn rồi, kem hả? Không thật. You are my honey. You are my everything. Na. Hey, người cuốn. Em ơi, thôi được rồi em ạ. Nhiều quá em ơi. Em ơi. Không phải là mọi người không ăn nữa chứ không phải là chuối không. Hai món này mình đã order trước đó là hai món cuối cùng. Anh biết rồi nhưng mà anh nghĩ là mang đi tại vì mọi người cũng ngưng rồi. Quán tôm nó không phải được. Không phải ra một lúc luôn cho đỡ chứ còn ra từng lần rồi là mệt. Con đã bắt đứa ra tay nữa. Biết hạt sức nào mà đâu. Jangan ăn makan rau ngang soalnya keluarnya. Ya Allah deh Vietnam mau enak rawon nih. Karena Kak Yeti thank you. Anh kiểu bị mất mất cho em chai nước suối cho đi. Mất hứng ăn. Cảm ơn anh rồi. Ừ. Thì bạn em ăn mà.
Nhưng anh còn ăn cơm cả cơm đâu. Ini tuh wine, jadi tingkat alkoholnya. No, doang ini mas, ikut. Ini tuh buat ngatemin badan. Alah, alah, Wiwi baru mendem yang gue suka, guys. Beser. Di sini dingin, guys, makanya kudu diangetin. Người ta không gọi điện thoại. Em đây để được sự giải không? Chị Thảo nhờ bốc xe chưa? When is Haram? No. Ừ, chị bốc luôn. Nó no, Haram. Cái gì vậy? Ừ. Khả mình tâm đi đâu? Bắt gặp Minh Minh vào nhà ra đi. Không đi hoặc gọi xe Lido luôn đi. Đi giúp tên cho em. Bật bật mic có. Lido mà. Lido là gì? Bật lên đi. Đây còn nhờ người ta gọi xe rồi. Xin chị mơ đi. Em không biết mic cú. Vậy thì hôm nay chị em sẽ cho chị mày căng mic cú nha. Em đừng khóc nữa thì Minh đi đấy. Em khóc tích tóc thì Minh đang ra ngoài đường. Vì bây giờ lúc sắp được đi trời. Mình đi trời. Mình Ừ. Rồi nhà ra đi à? Anh con nhà ra đi. Mới ra. Hoài vậy. Không phải, bọn này là quanh chỗ một cái nào cũng diễn mà. What are you doing? Anh có diễn anh không? Không rồi. Tôi thua tao đâu rồi nhá. Diễn nhà mình cần biết diễn rồi, ai diễn rồi, cần như thầy ấy. Diễn nhờ chị Zika. Zika diễn đi. Sao nhỉ? Cậu uống không thì không. Mọi người mở qua bên này uống. Đâu mẹ. Thôi, ăn đấy. Ok, uống đi. Xuống đây xong rồi. Uống đi này, Hiệp đi mở đi. Về nhà này tiếp nha mọi người. Bye. Về nhà lại này nha mọi người ơi. Nhá. Ừ thì uống cho mọi người. Bye. Mọi người đâu có uống đâu, để uống. Bye.